Hôm qua sư có giảng về chư thiên và vi nhân, vậy các vật cúng nào mình có thể được thọ dùng? Đối với vật cúng vong linh cô hồn thì mình có được thọ dùng hay không? Nếu mình dùng có ảnh hưởng gì không? Xin thưa với quý vị á, là hàng chư thiên và phi nhân họ chỉ dùng cái phước thôi ha, cho nên là cái đồ cúng á, thì hiếm lắm, hiếm loài nào mà có thể dùng được lắm. Thí dụ như mà mình có cúng cái đồ gì mà mình cúng xong rồi cái đồ đó mới vừa mới cúng mình đem vô là đồ nó đã thiêu liền, đã hư liền á, thì là có chúng sanh họ dùng được. Còn đồ đem vô nó chỉ nguội thôi chứ không có vấn đề gì hết thì mình cứ ăn bình thường. Tại vì cái đó không có ai dùng hết. Tại vì các loài thì họ chủ yếu là họ dùng phước. Khi mà mình muốn cúng, mình hồi hướng là mình hồi hướng cái phước chứ không phải là đồ ăn.